nên là mọi thứ nó đã lên plan sao, hết. Sao không khóc, không khóc? Không, không, không. À, có gì đâu mà tiếc, khóc. Em tiếc rồi. Thật sự tiếc luôn. Bao nhiêu bài hát hay của em làm ra thì ai mua em cũng không bán. Dù bán sẽ được có nhiều tiền nhưng không bán, để dành hết trơn. Không có, bây giờ em nhìn thấy mấy bài hát đó em lại suy nghĩ. Thì thực ra thì không có Orange thì cũng sẽ có Lemon hay là Watermelon gì thôi. Nên là... Đấy, vẫn còn sân si thôi chứ. Không phải, em đang nói thiệt. Tại vì em làm công ty giải trí và em còn rất nhiều thực tập sinh khác nữa. Nên là em sẽ cố gắng tìm một ai đó mà thực là làm cho em thỏa mãn được về cái phần nghe. Nếu như bạn ấy quay trở lại? Không, không bao giờ. Giống như em đọc lại một quyển sách cũ vậy. Em biết chưa kết cục rồi, em đâu đọc nữa làm gì. Nhưng nếu có thể nói bằng ngôn ngữ của mình, nếu có thể hát một câu rõ nhất về cảm xúc của em. Cái bài đó nó buồn lắm luôn á. Đời có bao nhiêu ngày vui. Một bài hát của em mà viết cho anh Quang Dũng á. Đôi lúc tôi hay tự hỏi rằng một mai đây mình chết có ai buồn không. Đôi lúc tôi hay ngộ nhận nhiều điều xa xôi lạ lẫm, ngỡ như là quen. Đôi lúc mưa sông thật chậm để kịp yêu thương, kịp nói những điều vẫn vương. Giá như ở đâu đó người đợi lắng nghe tôi kể. Châu Đăng Khoa sinh năm 1990, được biết đến là một nhạc sĩ trẻ tài năng. Đến nay, Châu Đăng Khoa đã có hơn 50 sáng tác với hàng loạt các bản hit khủng như Hương Đêm Bay Xa, Người Lạ Ơi, Tình Nhân Ơi hay gần đây nhất là Chân Ái. Năm 2018, ca khúc Người Lạ Ơi chính thức cán mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube sau 38 ngày ra mắt, trở thành bản siêu hit với giới trẻ. Không chỉ là một nhạc sĩ tài ba, Châu Đăng Khoa còn chứng minh tài năng ca hát của mình bằng cách phát hành 3 đĩa đơn Lẻ Loi, City Light, Craze. Châu Đăng Khoa từng thắng giải bài hát ấn tượng của chương trình Bài Hát Việt tháng 10 và tháng 11 năm 2012, top 10 nhạc sĩ được yêu thích của làng Sóng Xanh năm 2014 và 2015. Nhiều hit là vậy, nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, có không ít thị phi mà chàng nhạc sĩ sinh năm 1990 này đã từng phải đối mặt như bị tố đạo thơ, gây scandal để PR cho MV mới. Giải mã Châu Đăng Khoa, câu chuyện của một nhạc sĩ tài năng và thị phi. Yeah. Nhưng mà lý do tại sao em lại dùng cái quạt đó để gọi là minh họa cho mình vậy? Thực ra cái này nó xuất phát từ một cái phần tính cách của em đó. Em rất hay xấu hổ. Và nên là khi xấu hổ thì em hay kiếm gì đó em che mặt lại. Và với nữa là anh cũng thấy phong cách ăn mặc của em rồi. Thời trang nó phan thời tiết nên là em đẹp là được. Nên là đôi khi em nóng có chịu nổi là em cũng phải lên. Nhiều người nói là Châu Đăng Khoa cũng cùng điên điên chút xíu trong tính cách, ngay cả âm nhạc luôn. Dạ. Hay nói đúng hơn là một cái chàng nhạc sĩ regimen. Em xem đây là một lời khen. Dạ, tại vì em thà là một người điên trong âm nhạc còn hơn là một người bình thường. Tại vì một người bình thường thì chỉ làm được những thứ bình thường thôi. Còn em muốn làm những thứ đặc biệt hơn thì em, nếu em không thể đặc biệt được thì em chấp nhận em điên. Điên trong âm nhạc nhưng có khi nào nó vận ra bên cuộc đời của em ở ngoài không? Hồi xưa thì có, lúc mà em còn trẻ trâu á. Muốn đạt được tất cả những thứ mà em muốn. Nhưng mà sau khi cuộc đời nó dạy em nhiều bài học quá. Và em nói chung là em cũng là một học sinh ngoan. Trong nhận định của cá nhân chị tin là rất là nhiều công chúng khán giả khác, không dễ gì một chàng nhạc sĩ có một cái trí lực để đứng vào tư cách của một nhà quản lý. Ban đầu em cũng nghĩ với chị, nhưng cuối cùng em nhận ra là em sai. Tại vì em không hợp để làm kinh doanh, hay là không có hợp để làm quản lý gì hết. Cái em thực sự mà em hợp nó chỉ là thuộc về nghệ thuật thôi. Dù là em tốt nghiệp đại học kinh tế, nhưng mà thực sự luôn là em học kinh tế. Vậy chứ trong đầu em á, từ những ngày đi học á, thầy nói gì kệ thầy, em ngồi dưới em cứ lo trong thế giới riêng của em. Cái bản hit hồi mà cậu bé này cậu làm cái bản hit Lẻ Loi á, hình như đó là khi em nhận ra là em không thật sự thuộc về cái thế giới mà em đã chọn. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là cái hồi đó là em đang đi làm ở trong một cái công ty nước ngoài rất là lớn. Thì em làm, nhưng mà suốt nửa năm trời trong đó là em cảm thấy em không có thuộc về cái thế giới đó chút nào. Em đứng giữa hai con đường là em tiếp tục đi làm để kiếm tiền sống, hay là em sẽ ngừng lại và em thực hiện ước mơ của mình. Thì lúc đó thì bố mẹ em thì lại muốn em về quê để làm ngân hàng. Nhưng mà em xin bố mẹ em cho em thời gian ở lại để em cố gắng. Thì lúc mà quay cái MV đó em không có tiền luôn.
em chỉ có một chiếc xe máy duy nhất thôi. Thế là em up cái bài hát lên, em cũng chẳng nghĩ gì hết. Thế là em mới nói với các bạn là nếu như được 10 triệu view á, 10 triệu được nghe á, thì sẽ làm MV nha. Mà ai ngờ được 10 triệu nhanh quá. Cái nó vèo một cái, nó lên 10 triệu rồi. Cái em phải nói là thôi bây giờ được 30 triệu đi thì tao sẽ làm MV tặng mọi người. Cái tuần sau nó lên 30 triệu luôn. Cái lúc đó em phải giữ lời hứa với mọi người thôi. Nên là em bán cái xe duy nhất mà em có đi, em được bán được 45 triệu. Sau đó là 50 triệu chứ. Sau đó là em đi quay MV với lại ekip quen của bạn em á, là hết 30 triệu. Rồi 5 triệu em mua chiếc xe đạp. Còn 10 triệu cái em đãi đoàn phim sau khi quay xong, mấy các bạn cực quá. Em cho đó rằng là sự điên rồ bồng bột của tuổi trẻ em, hay là thật sự là một sự có tính toán của một nhà đầu tư đã học và tốt nghiệp đại học kinh tế và xác định rằng là nếu đầu tư về hướng này thì em có thể làm giàu và làm danh nữa. Từ trước tới bây giờ không biết là anh chị tin không, nhưng mà em làm bất cứ thứ gì á, hầu như là chưa bao giờ mà em tính xa hết á. Chưa bao giờ em nghĩ là vậy mà nó đòi đi làm quản lý rồi người ta. Trời, em sẽ kể cho mọi người nghe là em chưa bao giờ em tính là em sẽ làm cái này để em được cái kia đó. Ví dụ như là cái lúc làm quản lý ca sĩ đi, em thề là em chưa bao giờ trong đầu em có suy nghĩ em sẽ làm quản lý ca sĩ luôn. Có nghĩa là em gặp cái bạn ca sĩ đó thì em thấy thương bạn quá, nên là em lấy tiền túi của mình ra, em đầu tư MV cho bạn, em lấy tất cả mối quan hệ của mình ra, em giúp bạn, rồi em lấy bài hát của mình ra cho em bạn hát. Em có thương chị không cho Đông Khoa? Còn để xem để xem sau buổi talk show ngày hôm nay thì em mới quyết định được. Có nghĩa là em làm vậy thôi. Em làm xong thì ra tự nhiên cái bài nó hit to quá, thì có rất nhiều công ty muốn kêu bạn về thì bạn không có chịu đi. Bạn nói là chẳng có ai mà tốt với bạn hơn em, chẳng ai thương bạn hơn em, tại vì bạn đã trải qua nhiều rồi. Vì như vậy nên là em mới quyết định là em mở công ty ra để mà em quản lý bạn. Nhưng mà lúc đó em không có làm một mình mà em còn có thêm một người nữa. Chị mới là người đang cần sự tỉnh táo ở đây. Có một người vì thương một người sẽ bỏ toàn bộ tiền ra để làm sản phẩm cho người đó, và sau đó gây dựng cả một công ty chỉ vì thương một người bạn. Và đây không phải là một mối quan hệ tình ái, và em cũng chả đang cố gắng chinh phục trái tim của cô bé ca sĩ đó. Và em hy vọng ai sẽ tin vào câu chuyện này của em. Trời tin em, tất cả những người thân của em sẽ tin em, những người mà đã làm việc với em họ sẽ tin em, và bản thân em tin là em làm đúng. Nếu như được lựa chọn là em vẫn sẽ làm cho bạn đó. Nhưng mà nói thật nha Giang Khoa, nếu chúng ta có một tình cảm với ai đó thì chúng ta mới lo cho người đó. Đúng rồi. Đúng chưa? Và có khi nào là mình nghĩ đó là một cái tình yêu chứ không từ ban đầu không? Chắc chắn là yêu được không? Nếu như mà yêu thì em cũng sẽ lựa người đẹp hơn mà yêu chứ. Chắc không phải. Không, thực sự luôn, khi mà cô bé đến với em á, thì cô bé không có gì hết á. Không có nhan sắc, không có ngoại hình, không có tiền, không có bất cứ một cái gì. Chỉ có giọng hát thôi. Và sự thông minh. Em rất là thương là tại vì cô bé rất là giỏi. Đối với em đến giờ này, giây phút này em vẫn cảm thấy là cô bé là người hát hay nhất trong cuộc đời em từng gặp. Rất là nhiều người thắc mắc luôn, ủa mày làm cho nó vậy mày được cái gì không? Thì em luôn luôn trả lời một câu là em không có nghĩ là em sẽ được cái gì hết trơn. Chỉ đơn giản là em muốn làm thôi. Em kiểu sống như vậy á, nên là cho đến giờ này thì cũng có nhiều cái nó xảy ra vì cái chuyện đó của em. Nhưng mà nếu mà được chọn lại từ đầu thì em sẽ vẫn làm như vậy. Em sẽ vẫn làm như vậy, nhưng mà có lẽ là em sẽ bớt tình cảm của mình đi. Chị cho rằng là về phía sau trong cái mối quan hệ công việc này chắc chắn sẽ vẫn có những cái chi phí để giữ, để vận hành một cái công ty như vậy. Và cái chi phí đó nó phải đến từ cái tiền thù lao của những người nghệ sĩ mà được em đào tạo, em đầu tư đi đường dài. Ván cờ đã trở nên sòng phẳng, còn câu chuyện của tình yêu nào để kể tiếp không Văn Khoa? Không phải là em kể công, nhưng mà thực sự là ván cờ này sẽ không bao giờ sòng phẳng được hết. Tại vì nếu như mà em có thể thực sự kiếm tiền từ bạn đó thì bây giờ em đã có mua được nhà và em đã có xe ô tô, em đã có một cuộc sống đầy đủ hơn. Cho đến cái sản phẩm mới đây cuối cùng mà chúng em làm với nhau á, thì em dốc hết tiền để dành của em ra mua nhà để em thực hiện cái sản phẩm đó. Em đang nói đến Chân Ái. Dạ. Khi Chân Ái ra đời, đứa con tinh thần của Châu Đăng Khoa, hình như đứa trẻ đã sinh ra dưới một vì sao xấu. Điều gì làm em thất vọng hơn, phản ứng của công chúng đối với sản phẩm Chân Ái hay là câu chuyện tan rã giữa em và nàng thơ của mình? Cho đến gần đây thì nhiều khi em ngủ dậy em vẫn chưa dám tin là cái chuyện này nó sẽ xảy ra luôn. Em vẫn nghĩ rằng đôi khi ước gì đây là một giấc mơ. Không hiểu tại sao nha, như bình thường á, em mà gặp những cái chuyện mà em đau như vậy, chỗ chắc em khóc luôn á, em buồn. Nhưng mà cái lần này á, tự nhiên em trống rỗng, em không cảm giác gì luôn. Nhưng có đặt ra vấn đề là em xem có lỗi gì trong chuyện đó không? Dạ có. Em có sai gì chứ? Có chứ. Cái lỗi của em á, chính là em cư xử quá cảm tính.
chắc chắn là mình làm gà, mình không bao giờ mình muốn gà của mình lụng bại hay là tồi tệ đi á, mình phải muốn cái gì tốt nhất cho nó. Nhà quản lý ngoài việc là khai thác thu nhập và đầu tư sản phẩm cho nghệ sĩ thì đặc biệt là ở tư cách một nhạc sĩ còn là sự dẫn dắt về nghiệp vụ. Thì nỗi đau của em sẽ lý giải nó là ở góc độ bạn bè anh em, ở góc độ của thầy trò hay ở góc độ của nhà quản lý đang mất đi một con gà chiến. Cái lúc mà chuyện đó xảy ra em không có nghĩ là chết rồi, từ nay sẽ mất cái nguồn thu, em không hề nghĩ tới đó. Em cảm giác em mất đi một đứa con. Chị nghĩ như này, quản lý không phải là một trò chơi để mà em có thể áp dụng với bất cứ một cô bé vô tư nào mà em rất yêu quý. Dạ. Còn là hiểu thấu đáo cái bàn cờ cân bằng của một ngành công nghệ là bao nhiêu đầu tư như thế nào, và bài toán tỷ lệ đó nó sẽ phân hóa được cái thị trường ra lớp lan là nhà đầu tư, người dẫn dắt, nhà quản lý, nghệ sĩ, công chúng, tất cả mọi người đều có vị trí và vai trò của mình. Nhưng Miu ơi, mình nói là lý thuyết thôi. Ở trong cuộc sống á, đôi khi nếu ta làm theo lý thuyết như thế thì nó cũng hay, nếu vậy nó rõ ràng. Ở đây xử lý của Châu Đăng Khoa là bằng tất cả bằng cảm xúc hết. Em không nên làm nhà quản lý. Em nhận ra điều đó mà. Thực ra thì cái vấn đề em làm chủ yếu là chuyên môn là chính thôi. Đúng rồi. Có lẽ là trong cái không may thì cũng có một cái may mắn là tên tuổi danh tánh của bạn giờ đây trở thành một cái tên rất nóng trên mạng xã hội, một hiện tượng mà không nhiều nhạc sĩ trẻ có thể tự tạo ra cho mình. Trước đây Châu Đăng Khoa không biết công chúng cả hai luôn đó. Này chị đang đi, chị bắt đầu chị có mùi thuyết âm mưu ở đây rồi đó Châu Đăng Khoa. Không, có nhiều người thuyết âm mưu lắm. Chẳng ai tin là có chuyện đó xảy ra. Tất cả mọi người hầu như ai cũng hỏi em cái câu đầu tiên á là tụi bay tự dựng scandal đúng không? Thật sự luôn. Nhưng mà nếu như em làm vậy thì em ngu quá. Em tự bôi cho chết cháu vô mặt mình. Em tự bôi cho chết cháu vô mặt mình. Lẽ ra nếu mà ví dụ mà có chuyện đó xảy ra thì em sẽ đá chuyền chế banh sang một chỗ khác. Người ta thường nói rằng nếu không có sự vấp ngã thì cũng không có lớn lên đâu. Đúng rồi. Nếu không có điều đó thì có lẽ Châu Đăng Khoa cũng sẽ sống bằng cảm xúc. Đúng vậy. Đúng không? Em sẽ không thay đổi luôn á. Đúng vậy. Hiện nay thì có rất nhiều người nói rằng Châu Đăng Khoa là một nhạc sĩ thị phi, hay gây scandal, rồi hay nói ngược lại để mọi người phản ứng, để tạo nên tên tuổi của mình. Có đúng như thế không? Nếu như em nói là em không có chủ đích cái chuyện đó thì mọi người có tin không? Tại vì anh thì tin nhưng mà dạ, mọi người khán giả là không tin. Thì bây giờ phải chịu thôi chứ em đâu thể bắt người ta tin mình được. Hay là nhiều người nói em là chơi bất kỳ nhạc của ai. Những cái người mà nói ra cái câu đó thì chắc chắn là bạn đó sẽ không hề nghe hết hoàn toàn những cái chương trình radio của em. Nếu như ai theo dõi á thì sẽ hiểu cái kiểu của em là cái kiểu em nghĩ gì em nói đó, và cái công việc của em trong chương trình đó là em phải nhận xét đánh giá các bài hát nó như thế nào hàng tuần, chứ em cũng không có tự nhiên mà em lại phải phân tích ra. Nhưng mà khi mà em phân tích, em đánh giá, em luôn tìm phương án giải quyết cho những cái khía cạnh đó, chứ em không có chỉ nói dạng bài này dở quá thôi dẹp đi đâu. Em nói là ok, bản phố này chưa hiệu quả, lẽ ra bạn nên làm chỗ này như thế này sẽ ổn hơn, em nghĩ vậy chứ thế. Nó ý kiến riêng của em. Dạ đó, em luôn luôn màu đầu là đây là ý kiến chủ quan của tôi. Thực ra có những bài hát á, em thích, em khen nức nở luôn, và em cảm thấy là mọi người ơi hãy bình chọn cái bài này đi. Lúc đó sao mọi không ai nói gì hết trơn, mà họ chỉ nhớ những cái lúc em chê thôi. Đi sâu hơn một chút xíu thì Khoa, em nghĩ gì về khả năng tiếp nhận lời phê bình của người Việt Nam mình nói chung? Bản thân em cũng không thích nghe chê đâu. Nhưng mà những cái lời chê mà nó mang cái ý đóng góp xây dựng á thì nó ổn hơn rất nhiều là những cái lời chê mà cố tình để chỉ để chà đạp mình xuống. Tại vì em cũng bị chửi nhiều rồi nên là em cũng tập được cái thói quen là em phân loại những cái gì em nếu nên đó không nghe. Phải là lời chê mà là những lời tố cáo thì sao? Nói chung là nếu mà em sai thật sự luôn á thì em sẽ phải chịu trách nhiệm. Có nhiều dư luận cho rằng âm nhạc trong sản phẩm Chân Ái nghe quen quen và đã được nghe thấy, tìm thấy ở một nơi nào đó trên kho tàng âm nhạc thế giới. Em trả lời như thế nào? À, cái vấn đề này thì em mới càng mắc cười nữa. Có nghĩa là cái bản phối là cái phần piano ban đầu á, em làm cái demo thì là em đã mua độc quyền cái sample này trị giá $600 trên Over the World luôn. Có nghĩa là toàn giới độc quyền được mình em xài thôi. Em hoàn toàn có thể đánh lại một cái na ná như thế. Em hoàn toàn có thể làm được, tại vì nó cũng đơn giản thôi, nó không có gì hết trơn. Phải mua đúng không? Đúng rồi, tại vì em tôn trọng bản quyền. Em tôn trọng, và nếu mọi người để trong cái credit á,
phần music producer em có để tên cho Đăng Khoa và encore đàng hoàng, mà không ai đọc cái đó cả, người ta chỉ chửi em thôi đó. Nên là khi mà mọi người nói về em cảm thấy mắc cười lắm. Bây giờ là 4.0 rồi, cái phần vấn đề bản quyền nó rất là chặt chẽ. Nếu như mà em xài chùa thì em sẽ bị đánh bản quyền và em mất kênh YouTube của em luôn, chứ đúng, đừng có nói tới cái việc mà em được phát hành khắp nơi đó. Đối với chị đây là lần đầu tiên chị hỏi em câu này, và chắc chắn là em cũng muốn đây là lần cuối cùng để nói với công chúng khán giả của mình. Tự tạo ra thị phi để tạo ra danh tiếng và mồi lượt view cho sản phẩm sắp tới, theo em có phải là một nguyên tắc chuyên môn được phép hay không? Em thật sự em đã từng trải rồi, nên em cảm thấy nó là cái suy nghĩ sai lầm và lệch lạc nhất luôn á. Em đã từng làm như thế nên em thấy là mình làm như vậy mình mất được là nhiều hơn được. Đúng. Tự nhiên cái mình lại đi đánh mất cái cảm tình của người khác dành cho mình. Mình lại biến mình trở thành một cái gì đó tồi tệ cho mắt người ta. Dù đôi khi cái mục đích mà mình làm cái điều đó nó không phải là vì mình, nhưng mà chẳng ai quan tâm đến điều đó cả. Họ chỉ nhìn thấy được là mày đã làm việc xấu, mày đã như thế thì mày phải bị như thế. Đó, vì vậy nên là em... Những tháng ngày bị dồn dập tấn công, cảm giác thật của em như thế nào? Suy sụp luôn. Vì ba mẹ em cũng suy sụp luôn. Ba mẹ em đọc báo xong rồi thấy em bị chửi, xong ba mẹ em bệnh luôn. Cái ba mẹ em cứ nói em là thôi con về quê đi, con đừng có làm gì dưới đó nữa trơn, về dưới đây đi rồi làm gì làm. Em có nghĩ có một cái rất là hay trong cái ngành công nghệ giải trí của Hàn Quốc mà khán giả trẻ mình rất là ái mộ, cả cái cách hành xử để xử lý khủng hoảng truyền thông của người nghệ sĩ trong cái ngành công nghệ đã phát triển đó, là có một cái sự giải trình rất là minh bạch rõ ràng, và nếu họ sai sẽ là cũng như người thật sự chân thành từ người nghệ sĩ đối với những người đã vẫn đang trả lương cho họ, vẫn đang nuôi sống họ. Thì tại sao đối với chân ái hoặc đối với những cái lời thị phi luôn nhắm về phía em, thì tại sao em không có những giải trình minh bạch đó cho thể trên trang cá nhân ra, của tại mình? Vì em cảm thấy em không sai, em không cần thiết phải trả lời. Em cảm thấy là đúng là thanh giả tự thanh. Thực sự là nếu như mà em sai em sẽ nhận lỗi bản thân mình, còn nếu em cảm thấy là trời, người ta chỉ muốn chửi, người ta chỉ muốn nhìn thấy những cái người ta thấy, người ta chỉ muốn nói những cái mà người ta muốn thôi, thì em có nói gì cũng vô ích thôi. Nên là em có giải thích cỡ nào thì người ta cũng không tin, nên thôi em có thể không phải là giải thích đối với đối tượng mà đã chỉ trích em, mà đối với công chúng xứng đáng được một lời giải thích rằng người nghệ sĩ mà tôi yêu mến là người công chính đàng hoàng, làm ăn lương thiện, họ xứng đáng có một lời giải thích. Dạ, thực ra thì cho ekip của em á, mọi người cũng có lên tiếng, đó là những cái người mà làm chung với em cái bài này á, tại vì cái bài này á thực là một cái bài nó quá tâm huyết luôn. Để mà ra được cái bản final mà mọi người nghe á, em làm tới 19 bản master khác nhau, cùng làm việc với 5 producer khác nữa. Em làm kỹ đến nỗi mà em cảm thấy chỉ cần có một điểm mà chưa ổn thôi là em cũng phải làm lại, kiểu như vậy. Và vì em làm với nhiều, may quá em làm với nhiều người quá, nên là họ biết được cái sự thật là em đã làm cái bài này trước cái kia lâu rồi, nên là họ lên tiếng bảo vệ em, và em cảm thấy như thế là đủ. Em đã làm hết sức, nhưng em có cho rằng em đã làm đủ tốt hay chưa? Khi mà em làm một bài hát á, ví dụ người ta tới đặt bài hát cho em đi, họ thường hay nói là làm cho anh chị một bài hit đi, làm cho anh chị một bài kiểu này kiểu kia. Nhưng mà em luôn trả lời là em không biết hit là như thế nào, em chỉ có thể làm hết sức của em thôi, làm sao mà để cho không ai chê bai được cái gì. Còn cái chuyện hết hay không thì nó nhiều yếu tố khác lắm. Bây giờ nhà báo Trác Thị Miêu đã hỏi em rất là nhiều về nhạc sĩ thị phi ha, vì công chúng chửi em có phản ứng gì không, đúng không? Tại sao em không hỏi lại kinh nghiệm của chị Trác Thị Miêu? Em nghĩ giống đầu chứ, lúc mà chị hỏi câu đó em nghĩ giống đầu chứ. Thực ra thì em thấy chị cũng bị chửi nhiều mà. Một cái người cá tính thì hay có những phản ứng trái chiều. Thí dụ như em cũng là một người cá tính thì chắc chắn có những phản ứng trái chiều. Nhưng mà em hèn lắm. Vậy nhà báo cũng cá tính, thành ra cũng có nhiều người nói là nhà báo thị phi, cũng phản ứng dữ dội. Vậy thì em hãy truyền kinh nghiệm đi, khi mà ta phản ứng dữ dội, ta chửi như thế thì ví dụ như là lúc mà chị trên đang trường chẳng hạn, hay là lúc chị đội nón bảo hiểm chẳng hạn, thì sao? Thì lúc đó là em sẽ trả lời em rất quan tâm tới chị luôn á, cái gì em cũng đọc. Lúc đó thì em không trả lời với công chúng, tại vì công chúng là một hợp thể của rất nhiều cá nhân. Và khi em đọc những cái lời phẫn nộ của mọi người á, nó chỉ đang trải trước em một cái hiện tượng mà em phải học. Ví dụ như là nhạc sĩ không chỉ học về âm nhạc và nhạc lý, em phải học về con người, vì em viết nhạc cho con người coi. Chị lên truyền hình, chị nói chuyện cho con người, người ta nghe và tự hỏi là tại sao cái thiện chí của mình lại được đáp trả bằng những lời hằn học như vậy. Lúc đó em hiểu nhiều hơn về
xã hội đương đại, em hiểu nhiều hơn về người Việt Nam, em hiểu nhiều hơn về cái sự bất bí không có lối thoát của cái năng lượng hằn học giận dữ, và em hiểu nhiều hơn là cái vai trò của người nổi tiếng không chỉ là làm ra sản phẩm nghệ thuật đâu, mà ở trong cái bối cảnh hiện đại á, người nổi tiếng chịu quá nhiều trách nhiệm cho công chúng của mình, thậm chí những giận dữ không có đối tượng để bung xả. Thì em thường hay có một cách nói vui là nghệ sĩ là búp bê bạo lực của công chúng, nhiều khi giận quá lại lôi nghệ sĩ ra. Nhưng thật sự nếu mà không có những cái chấn động lớn trong sự nghiệp của em lúc đó, chắc tới giờ em vẫn còn ngu. Em đã tự hỏi mình tại sao nói cái ý của mình như vậy người ta lại nghe ra như thế kia. Có đôi khi tại sao không đặt được vấn đề lại đó, nói ta không hiểu thì đó là do mình đúng không nhỉ? Thì đó, là do em thôi. Thì đó chính xác. Chính vì những gì căng đan đó nó cho em cái cơ hội là tinh chỉnh cái nghiệp vụ của mình, phát ngôn đúng chính xác ngay thông điệp. Vậy thì mỗi khi phát ngôn lúc đó, người nghệ sĩ lại phải luôn ý thức rằng là từng câu phải có nghĩa độc lập của nó, nếu có bị cắt ra thì vẫn bảo toàn được thông điệp. Do đó nếu dễ thì tất cả mọi người đã làm nghệ sĩ rồi. Đó, do đó tính ra lỗi là lỗi do nghệ sĩ. Đúng. Lỗi do nhạc sĩ. Đúng. Thí dụ như em nghĩ rằng ô khán giả cũng sẽ theo dõi mình suốt mười mấy không, giờ. Không ai rảnh hết. Không ai coi điều đó. Người ta đang coi, thí dụ như rảnh ta đang coi, tôi nhìn lên tôi coi nó ô nhỏ này nói bậy quá. Tôi tầm bậy tầm bạ. Đó chính là do nghệ sĩ không kiểm soát được. Công chúng không bao giờ có lỗi. Ta hiểu. Đúng vậy. Công chúng khán giả sự giận dữ của họ không bao giờ có lỗi. Mình thôi. Chị có thể chất vấn em rất nhiều và em cũng có thể phân bua với chị rất nhiều. Chỉ có cái duy nhất là dẫu em có thể giải thích hay đến như thế nào, cái dở của người làm nghệ thuật đó là tạo sự hiểu lầm. Anh nghĩ rằng là khi người nghệ sĩ bị tấn công á, có những người là họ tranh luận lại, yeah, họ cãi lại, họ phản ứng lại, có những người im luôn. Em im nè. Đấy, đây im, đây cũng im luôn. Dạ không, đủ lúc đó em trả lời dữ lắm. Trả lời dữ điên luôn. Và chính ra như thế á, em lại tranh luận với khán giả, em vô tình tạo nên một áp lực riêng cho em nữa. Bởi em vì em càng tranh luận thì nó lại tranh luận với nó. Em trả lời bằng những sản phẩm sau để bù đắp lại cho đúng mình. Rồi. Vậy thì luôn tâm niệm, thứ nhất, công chúng không bao giờ sai, yeah. Thứ hai, công chúng không bao giờ sai. Thứ ba, công chúng không bao giờ sai. Và cuối cùng, chúng ta sai, yes. Em không đặt vấn đề là làm nghệ sĩ đó là sai rồi. Em nói là chúng ta không cần gọi là trả lời với khán giả, chúng ta sẽ trả lời bằng những tác phẩm sau. Nhưng em phải đặt vấn đề là liệu khi họ ghét mình quá, họ sẽ không xem những tác phẩm sau. Đặc thù khán giả Việt Nam khác anh. Càng ghét càng xem. Khán giả Việt Nam ngộ cái là cái thuộc tính của cái thị trường mình á, là đôi khi những khán giả ái mộ anh á, không có nhất thiết phải là vì họ yêu mến cái sản phẩm của anh, nhưng mà tại vì họ tức mấy cái đứa này quá, cái dòng hai bên cãi qua cãi lại, thì cái người mà chống lại anti-fan nghiễm nhiên trở thành fan. Họ sẽ bảo vệ anh. Nếu mà ở trong showbiz Việt Nam có ai an toàn á, thì em nghĩ anh nên an toàn nhất á. Anh gần gũi, anh tiệm cận, anh chân thành như vậy mà anh mà còn bị mưa đá vậy thì mà cũng bị chửi. Vậy mà cũng đã bị chửi rồi, cũng đã bị giận, bị khán giả giận rồi. Ngay cả lúc đó em thấy là anh Quyền Linh không có một động thái gì là can thiệp, và để khán giả anh đã xây dựng nên cho mình, và họ sẽ là luật sư bào chữa cho anh. Họ sẽ là những người bảo vệ anh. Và chỉ có công việc mới có thể thuyết phục những người còn chưa hiểu mình. Giống như hôm nãy chị Miu nói, có những người họ không biết trút giận ở đâu, họ trút vào nghệ sĩ. Anh hay nói tự nhủ với mình thế này nè, nếu như ai đó trút giận vào mình thì thôi mình cố gắng mỉm cười cho qua, xem như mình giúp cho họ để họ có thể hoàn thiện cuộc sống của họ nhiều hơn. Thực ra ai cũng muốn suy nghĩ được cho anh hết á, nhưng mà để làm được nó là cả một vấn đề. Chính xác là điều đó. Ví dụ như bây giờ đi, người ta làm tổn thương đến anh mà nặng nề, có thể ảnh hưởng tới gia đình hay ảnh hưởng tới tính mạng anh, thì anh có cho qua không? Ngày xưa đó anh cũng giống như em thôi, nếu bởi vì anh cũng may mắn ngày xưa anh không gặp những cái chuyện như em, có thể anh tranh đấu đó. Nhưng mà sau bao nhiêu năm gọi là sóng gió của cuộc đời, hỷ nộ ái ố, thì anh dần dần cảm nhận đến này nè, buông bỏ. Chúng ta hơn hàng triệu người rồi, và chúng ta sẽ không hơn thua với bất kỳ một người nào nữa. Và đến bây giờ anh đã luyện được cái đó, em biết mấy năm mới được không? 5 năm. Anh suy nghĩ 5 năm rồi, nhưng mà bây giờ anh vẫn lâu lâu anh vẫn trỗi dậy cái chuyện bon chen với là sân si bức xúc á, sân si á. Nhưng mà khi mà trỗi dậy rồi thì anh nhắm mắt lại, nó kìm lại không được, được mình đã luyện 5 năm nay rồi, từ thế là nó vơi đi. Không phải luyện được như vậy đâu nha, rất là khó luôn đó. Đến bây giờ thì gần như ở anh luyện được 90% rồi,
thậm chí bây giờ có thể cho Đăng Khoa có thể ngồi đây nói xấu với anh, có thể chửi anh, nhưng mà anh về anh nghĩ chút nói thôi kệ, chắc là do bức xúc điều gì đó, hay là có cái lẽ là do cuộc sống mưu sinh. Dạ. Cho Đăng Khoa làm nữa thôi, mình giúp cho Đăng Khoa được đó. Không mà em thử luôn. Có nghĩa là em có thể là em có thể khẳng định là em cũng nghĩ tới cái chuyện như anh đó từ lâu lắm rồi. Ừ. Thật sự em kể chuyện ví dụ vui thôi, em đi taxi Grab đó, chưa bao giờ em chấm ai một sao. Dù có nhiều khi em bực mình kinh khủng khiếp nhưng mà em vẫn luôn nghĩ là chắc là người ta có nỗi khổ riêng, người ta mới vậy. Thế là em bỏ qua, không để trong đầu em chấm nữa. Sao luôn. Đúng, em không bao giờ mà em chấm một sao ai luôn á, chưa bao giờ luôn. Nhưng rồi có những cái mà có chuyện xảy ra, ví dụ như người ta lừa em tí thì vậy á. Ừ. Xong em cũng thấy là chắc là người ta cũng có lý do. Đúng rồi. Thôi em cũng không có giữ, tại vì em biết á, em mà giận ai á, trong lòng em nó mệt nè. Chứ người ta đâu có mệt đâu. Người ta không quan tâm tới chuyện đó. Nhưng mà em luyện được cái giống như là em luyện giống như bị sai cách hay sao, em bị tạo hóa nhập ma luôn. Giống như là nên là đôi khi á em quên tất cả mọi thứ rất nhanh nha. Nhưng mà bù lại thì cái niềm vui đối với em á nó cũng mua vong nhanh luôn. Và em giờ anh hỏi em mà cái giây phút mà em hạnh phúc nhất cuộc đời em là gì, em không nhớ luôn. Nghĩa là em quên hết tất cả những cái mà em đã trải qua mà nó đau khổ quá, em quên hết rất nhanh. Nhưng mà niềm vui nó cũng đi qua luôn. Dự định của em sau chân ái là gì? Kế hoạch ban đầu khi mà chuyện chưa xảy ra là sẽ còn phần 2, phần 3 của chân ái nữa. Và mọi thứ em đã lên plan và chuẩn bị đưa vào sản xuất phần 2 rồi. Cuối năm sẽ là một cái album của Oren mà tất cả những sáng tác của em và một cái mini live show. Nên là mọi thứ nó đã lên plan sao hết. Sao không sao, không khóc, không khóc. Không, không, không. Có gì em đâu mà tiếc, khóc. Em tiếc thật. Thật sự tiếc luôn. Bao nhiêu bài hát hay của em làm ra thì ai mua em cũng không bán. Dù bán sẽ bị có nhiều tiền nhưng không bán, để dành hết trơn. Xong rồi bây giờ em nhìn thấy mấy bài hát đó em lại suy nghĩ. Thì thực ra thì không có Oren thì cũng sẽ có Lemon hay là Watermelon gì thôi. Nên là... Thấy vẫn còn sân si thôi chứ. Không phải anh, em đang nói thiệt. Tại vì em làm công ty giải trí và em còn rất nhiều thực tập sinh khác nữa. Nên là em sẽ cố gắng tìm một ai đó mà thực là làm cho em thỏa mãn được về cái phần nghe. Nếu như bạn ấy quay trở lại? Không. Không bao giờ. Giống như em đọc lại một quyển sách cũ vậy. Em biết trước kết cục rồi, em đâu đọc nữa làm gì. Nhưng nếu có thể nói bằng ngôn ngữ của mình, nếu có thể hát một câu rõ nhất về cảm xúc của em. Cái bài đó nó buồn lắm luôn á. Đời có bao nhiêu ngày vui. Một bài hát của em mà viết cho anh Quang Dũng á. Đôi lúc tôi hay tự hỏi rằng một mai đây mình chết có ai buồn không. Đôi lúc tôi hay ngộ nhận nhiều điều xa xôi lạ lẫm ngỡ như là quen. Đôi lúc mưa sông thật chậm để kịp yêu thương, kịp nói những điều vẫn vương. Giá như ở đâu đó người đợi lắng nghe tôi kể. Chị tin là ở đâu đó công chúng ngoài kia sẽ vẫn đợi lắng nghe những người nghệ sĩ chúng tôi kể câu chuyện thật đằng sau những xì khăn đan. Và nếu chúng ta ngồi xuống kể cho nhau nghe bằng tất cả sự chân thành thì tất cả mọi thứ nhẹ biết chừng nào, và chúng ta sẽ không ồn ào nữa để tập trung lắng nghe nghệ thuật. Tất cả chúng tôi và tất cả các bạn đều là những người lạ với nhau, nhưng đôi khi chúng ta cần một bờ vai nào đó để dựa vào. Yeah. Người lạ ơi, hãy cho tôi mượn một bờ vai. Và tôi biết chắc rằng hiện nay Châu Đăng Khoa đang rất là xúc động, đang nhớ về những cái cảm xúc của mình. Và quý vị hãy trân trọng những cảm xúc đó. Những người nghệ sĩ chúng tôi, cảm xúc là hàng đầu. Có đôi khi cũng có sai đó, nhưng thực sự chúng tôi sống bằng cảm xúc. Chúng tôi luôn luôn đem đến những cái cảm xúc đó để truyền đến khán giả. Cũng đừng vì một điều gì đó mà trút giận lên những cái người nghệ sĩ tâm hồn nó nhẹ nhõm với chúng tôi. Hãy chia sẻ với chúng tôi, hãy cùng với chúng tôi để làm nên những tác phẩm cho cuộc đời này. Và chúng ta, những người lạ ơi, nhưng cần lắm những bờ vai, những bài hát rất nổi tiếng của Đăng Khoa. Mà nếu mà anh em chúng tôi có khi cũng chưa hoàn hảo, có khi cũng lắm sai lầm, thôi thì có một lúc nào đó đã từng sai lầm, có một lúc nào đó đã từng gây những hiểu lầm, có một lúc nào đó đã từng kích hoạt cái suy nghĩ về thuyết âm mưu rằng chúng tôi là những nhà dàn dựng tài ba. Cho chúng tôi xin lỗi và hãy đón nhận sản phẩm. Xin khoan vội đánh giá con người. Rồi, em cũng muốn gửi lời xin lỗi tới những khán giả mà
đã luôn yêu thương và ủng hộ mình. Tại vì để cho những cái chuyện như vậy nó xảy ra là cái điều mà thật em không muốn, và em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm cái việc đó hết đó. Là em rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng em và không có bỏ rơi em trong những lúc mà nó khó khăn nhất. Em sẽ tiếp tục mạnh mẽ để tiếp tục làm nghệ thuật một cách tâm huyết nhất. Em sẽ không có để cho bất cứ thứ gì làm cho nó mai một cái sự nhiệt huyết ở trong em hết. Và nghĩ rằng với những cái cảm xúc của Cho Đăng Khoa đó, thì chúng ta không nên làm kinh tế. Những người nghệ sĩ chúng ta cũng không nên làm kinh tế. Đúng rồi anh, đúng rồi. Nếu như mình sống bằng cảm xúc mà làm bằng kinh tế thì thế thất bại trước mắt đó. Đúng rồi. Hãy giao cái chuyện em là kinh tế một nỗi đau rất lớn cho trường đại học kinh tế. Không, nhưng mà điều đó mình biết trước rồi, không có hối hận. Em nghĩ là những chuyện mà nó xảy đến với mình á là điều nó sẽ phải đến, nên là em học cách chấp nhận tất cả mọi thứ mà em không có thay đổi được. Hãy dùng những cảm xúc đó để tạo nên tác phẩm, và chắc chắn tác phẩm đó sẽ tạo nên nền kinh tế cho em. Yes. Dùng những cái cảm xúc đó mà quản lý kinh tế. Yes. Đúng rồi anh. Chúc cho Đăng Khoa vui khỏe. Và đặc biệt là sẽ có những tác phẩm sắp tới đầy cảm xúc đem đến cho khán giả. Dạ. Mà tất cả chúng ta đều là con người sống bằng cảm xúc với nhau. Đôi khi cũng có lỗi với nhau, đôi khi cũng sai lầm với nhau. Nhưng hãy xóa để cuộc đời nó đẹp hơn, quý vị ha. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Châu Đăng Khoa. Dạ. Cảm ơn Trác Thúy Miêu.